cùng với hơn 35.000 học sinh trong toàn huyện. Sáng nay, 1.425 học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung đã bước vào lễ khai giảng năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương đã đến dự lễ khai giảng và chia sẻ niềm vui với giáo viên, học sinh của trường. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao với điểm thi đua cuối năm học đạt 995 trên 1.000 điểm. Kết quả rèn luyện, hạnh kiểm và chất lượng học tập ngày càng được nâng cao. Tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá đạt kiểm định chất lượng ở cấp độ 2 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đặc biệt, trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 của huyện Châu Phú. Với đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Qua các hội thi dành cho giáo viên, nhà trường đều có giáo viên tham gia và đạt thành tích cao. Hàng năm, trường đều có học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực và các môn học văn hóa và được xếp vào top đầu của huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt từ 100%. Chất lượng giáo dục Đại Trà luôn được giữ vững. Việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh luôn được chú trọng. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên dạy giỏi có hiệu quả ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Công tác quy động học sinh đến trường đầu năm luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở luôn duy trì và được giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định và từng bước đạt mức chuẩn theo các chỉ tiêu nông thôn mới. Năm học 2023-2024, để tiếp tục phấn đấu thực hiện phương châm chất lượng là giá trị, đến trường là hạnh phúc, thầy Nguyễn Thanh Hùng, hiệu trưởng nhà trường mong muốn mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh, mỗi phụ huynh hãy chung tay cùng nhau tạo dựng môi trường nhà trường đoàn kết, làm việc có trách nhiệm, trung thực, thân thiện, nhân ái, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, tự chủ của mỗi người trên tinh thần hợp tác hiệu quả với ý chí khát vọng vươn lên để hội nhập, phát huy những thành tích đã đạt được. Cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, tin rằng năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt chủ đề năm học,